Kính chào quý vị, hiện chúng tôi có mặt tại tượng đài thuyền nhân của Việt Nam ở tại Nam Cali. Hôm nay là một cái buổi lễ tưởng nhớ các 81 chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến chống Cộng sản. Được biết, những chiến sĩ này đã được mang về từ Honolulu trong 2 năm trước và đã được an vị tại tượng đài thuyền nhân. Và một số anh chị em hậu duệ cũng như là cựu quân nhân Việt Nam Cộng Hòa sẽ tổ chức buổi lễ này. Xin mời quý vị đón xem chương trình của chúng tôi. Hello Kim Vân, Vân Kim. Vô hết rồi, ai chụp cô timer, chú có timer chú? Không, chú không có. Không cần.
Hiện các phái đoàn đang chụp hình lưu niệm trước tượng đài. Quá đẹp. Hello Ngọc. Cảm ơn chú. Em phải xếp. Ở đây trước mặt chúng tôi là cô Cao Xuân Thanh Ngọc và được không? Được. Để tôi đi nha. Và chị Nhung hả? Vâng, hello chị Nhung. Vâng. Chị của anh chị. Funeral home. Sau mấy chục năm liên lạc, hai tính mạng của dân thì cuối cùng đã được về cung nghĩa trang này. Đây. Và năm nay thứ ba, cái năm đầu tiên các bác được về đây là anh nghĩa tại nghĩa trang này là ngày 26 tháng 10 2000. Kính chào quý vị, chúng tôi hiện có mặt tại tượng đài Thường Nhân. Hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2021, cũng là ngày Quốc khánh của Việt Nam Cộng Hòa. Hôm nay một số các hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa và các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tập hợp về đây để tưởng niệm các vong linh các tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa, 81 tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã tử nạn trong chiến tranh Việt Nam Cộng Hòa, trong chiến tranh chống lại Cộng sản tại Bắc Việt. Và sau hơn 40 năm, các vong linh đã được một số đồng minh, chiến hữu đồng minh Hoa Kỳ cũng như là các hậu duệ và các cộng đồng Việt Nam đã đưa các anh về an táng ở tại tượng đài chiến sĩ. Một buổi lễ đã được tổ chức tại tượng đài chiến sĩ và các linh vị đã được về an táng tại tượng đài thuyền nhân của Nam California. Hiện trước mặt chúng tôi là hai vòng hoa và các vị trong ban tổ chức. Được biết đây là năm thứ ba ngày các vong linh của các anh đã được mang về tại tượng đài thuyền nhân. Đây trong cái bản này thì ghi là In Honoring the Lost Soldier ARVN Westminster Memorial Park, tức là tưởng nhớ những chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Our Friend Lost Soldier Foundation. Hello. Hello.
luôn. Được biết đây là lữ đoàn nhảy dù, sư đoàn nhảy dù C-119 nhảy dù. Vâng ơi, chúng tôi bắt đầu rồi. Chúng tôi nhận thấy có anh Quỳnh Công Ánh, hôm trước chúng tôi có gặp ở trung tâm văn hóa, trung tâm công giáo Việt Nam, và hôm nay anh cũng có mặt ở đây. Thưa anh có cảm tưởng gì trong cái buổi tưởng niệm? Tôi khi tôi tới đài tưởng niệm và tôi thấy 81 anh lính nhảy dù nằm ở đây đó, thì cá nhân tôi cảm thấy rất là cảm động. Thì họ chết từ 54 năm mới có chỗ chôn, nhưng mà ít ra cộng đồng Việt Nam với mọi người cũng đã tìm cho họ một cái nấm mồ. Dạ. Vì thế mà những người nào mà tới đây nhìn thấy họ đó thì mình thấy rất là cảm động. Vâng. Mình cũng tuy ơn họ, vì họ đã thực sự là họ đã dấn thân sang Trung Quốc. Chắc. Cho nên 3 năm trước tôi cũng có mặt ở trong cái buổi lễ rất là oai nghiêm và rất là cảm động. Vâng. Vâng, cảm ơn nhạc sĩ Quỳnh Công Ánh. Xin quý anh chị lưu ý tất cả các quý anh mà quân phục đó thì đứng ở phía bên này. Ban tù ca đứng ở đây. Ban tù ca đứng đây. Những dòng hoa này cho Lord Southshire Foundation, và vòng hoa thứ nhì là đàn chim Lạc Việt. Đứng đây, xong các chị trong đàn chim Lạc Việt và thân hữu tiếp tục đứng vòng ở đây. Chúng ta sẽ đứng làm hai vòng cánh cung và hai cái vòng hoa đứng ở giữa. Chúng tôi nhắc lại là ban tù ca đứng ở bên cánh trái. Sau đó chúng ta tiếp tục sắp hàng vòng cánh cung, và quý anh quân nhân có thể đứng xích lên chút nữa để cho nó đều. Đó, đứng rộng lên cho nó đều với bên kia. Hello. Lát nữa chương trình của chúng ta cũng sẽ bắt đầu với chào cờ Việt Nam Cộng Hòa, thì tất cả chúng ta cùng hát đồng ca bài Việt Nam Cộng Hòa, và anh Xuân Điền sẽ giúp đánh đàn đệm theo. Phần thứ nhì, quốc ca Mỹ thì chị Ngọc Nhung sẽ đơn ca. Sau đó chúng ta có một phút mặc niệm và chúng ta sẽ đi vào chương trình ngày hôm nay. Bây giờ thưa tất cả quý anh chị, chương trình của chúng ta bắt đầu đúng giờ. Trước hết, xin tất cả quý vị nghiêm chỉnh để làm lễ chào cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta bắt đầu. Xin anh Điềm dạo thêm vài tiếng rồi chúng ta bắt đầu. Này công dân ơi, đúng thank you.
sau đây là quốc ca Hoa Kỳ. Xin mời quý vị để thay mặt trước tiên chúng mình cầu hướng về cờ của Hoa Kỳ. Cờ chúng ta. Sau đây là phút mặc niệm. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân, đến công ơn của vua Hùng dựng nước, của ông cha chúng ta đã 4.000 năm chống quân giặc phương Bắc để bảo vệ nền tự do và độc lập của dân tộc Việt Nam. Phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tất cả quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến quốc cộng để bảo vệ miền Bắc cũng như miền Nam chúng ta được sống trong yên bình và hạnh phúc. Ngày hôm nay phút mặc niệm chúng ta đặc biệt để tưởng nhớ đến 81 chiến sĩ nhảy dù anh hùng đã tử nạn trên đường đi cứu bạn của mình cách đây 66 năm. Phút mặc niệm bắt đầu. Phút mặc niệm chấm dứt. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 26 tháng 10 năm 2021. Cũng là ngày quốc khánh của chế độ Việt Nam Cộng Hòa đệ nhất. Mỗi năm cứ vào ngày 26 tháng 10, chúng ta, đàn chim lạc Việt và các thân hữu đều tề tựu tại đây để dâng nén hương vòng hoa và lòng tôn kính của chúng ta lên mộ phần của 81 chiến sĩ nhảy dù. Giờ lại trang lịch sử ngày trước 66 năm trước, ngày 11 tháng 12 năm 1965, lúc bây giờ tiểu đoàn 3 và tiểu đoàn 7 nhảy dù đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và đến trên đường trở về căn cứ thì được lệnh phải ở lại để giải vây cho quân đội bạn là sư đoàn mãnh hổ của Đại Hàn đang bị lâm nguy. Hai tiểu đoàn nhảy dù đã cấp tốc lên máy bay để đến giải cứu cho bạn. Và đại đội 72 của tiểu đoàn 7 nhảy dù đã lên chiếc
máy bay C-123 định mệnh. Và chiếc máy bay này khi bay lên vùng trời từ Pleiku lên tới Tuy Hòa vì thời tiết rất xấu và mây mù răng mắc, cho nên 4 người phi công Hoa Kỳ đã lạc tay lái và đâm vào núi. Và chuyến định mệnh đó, 81 chiến sĩ người rùa của 4 phi công Hoa Kỳ đều tử nạn. Nhưng vì vấn đề rừng núi quá âm u và cây cối phủ hết, cho nên Việt Nam Cộng Hòa chúng ta lúc bây giờ nhiều lần đã gửi các toán đi tìm kiếm, nhưng không tìm kiếm được cái nơi của cái máy bay đã lâm nạn. Mãi cho tới 9 năm sau, 1974, những người tiều phu đi đốn củi ở Tuy Hòa, họ mới vào, họ mới tìm thấy được cái xác máy bay và một số xương cốt còn nằm vương vãi ở khắp nơi trong rừng núi Tuy Hòa. Và họ đã báo cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa đến, và chúng ta đã thu lượm được một số xác phi cơ cũng như các hài cốt nó lẫn lộn của Mỹ Việt đem về. Sau đó các hài cốt này đã được đưa qua Thái Lan để giảo nghiệm, và sau đó người Mỹ đã tìm ra được hài cốt của 4 người phi công Mỹ, và tất cả đã được trở qua bên Hawaii. Sau đó 4 hài cốt phi công Mỹ đã được an táng theo nghi thức quân kỷ của Mỹ, nhưng các xương cốt còn lại của 81 vị nhảy dù anh hùng chúng ta vẫn nằm đó, vì chúng ta chưa xét nghiệm được đúng để biết là những ai còn ai mất, cho nên đã nằm ở đó suốt 33 năm. Và điều đó trong lịch sử có một điều rất may mắn là lúc bây giờ là ông thượng nghị sĩ Jim Webb, ông ấy đã thời gian đó ông đã là bộ trưởng bộ hải quân dưới thời của tổng thống Ronald Reagan. Ông đã cố công tìm kiếm và liên lạc với chính phủ Hoa Kỳ để xin phép được phục hồi lại, đưa những cái người lính 81 chiến sĩ nghĩa dù này về lại cho Việt Nam để được an táng. Nhưng rất tiếc, chính quyền cộng sản đã cương quyết từ chối. Chính vì thế nên ông đã đi tìm những sự giúp đỡ để làm sao đưa được hài cốt của 81 chiến sĩ anh hùng này về trở lại với cộng đồng của người Việt. Và một điều may mắn thứ nhì là chị Ngọc Nhung cũng như ông phu quân là cựu đại tá Ginny Castagnetti thuộc quân lục chiến Mỹ đã đứng ra đảm nhận cái nhiệm vụ này và đã lo đưa được hài cốt của 80 vị nhảy dù anh hùng này từ Hawaii về tới miền Nam Cali. Và cách đây đúng 2 năm, 26 tháng 10 2019, đã về đây mua được miếng đất này và chôn cất an vị cho 81 chiến sĩ nhảy dù anh hùng có nơi yên nghỉ nghìn thu. Kính thưa quý vị, nói tới đây tôi không khỏi không xúc động vì nhớ tới công ơn trời biển của các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa chúng ta đã đứng lên để bảo vệ Tổ quốc. Sau đây, người đã có công để đem được hài cốt 81 chiến sĩ nhảy dù về tới đây để an nghỉ, và chị cũng như phu quân ông Quốc Việt đã từ Hawaii bay qua đây trong những sinh hoạt vừa qua và ngày hôm nay đến đây, chúng ta đều có mặt ở đây để mà chúng ta mỗi năm chúng ta lại tưởng niệm, viếng, dâng vòng hoa nén hương lên 81 vị anh hùng này. Chúng tôi xin chị Ngọc Nhung có vài lời với quý vị hôm nay. Rất là rõ ràng những chi tiết anh nói. 1986, hải cốt của Úc thì này chuyển về Hawaii, và chúng tôi người Việt tại nhà có một số rất là ít đánh phóng thanh lần đầu tiên và một vị sao đây, bây giờ mình làm cái gì?
không biết làm gì cho tới năm 2003 tôi trở về cũng phải vận động lắm thì mới cho vào trong phòng thí nghiệm DNA để tìm hiểu hết và hỏi cặn kẽ hết. Thì mất hồ bưng cái thùng mà DNA của quý vị ra, tôi chịu không nổi. Vì ở trong mấy cái bịch đi lên nhỏ nhỏ, những cái mảnh xương rất là nhỏ nằm trong một cái thùng nhỏ. Tôi nói rằng đi, như chúng tôi được sống ở trong đó, tôi nguyện cho hồn của các ông. Thì đó tôi theo luôn, tôi nói làm sao, tôi nói làm sao bây giờ. Tôi từ Việt Nam đã trở lại không còn sống nữa đâu. Ông phải làm sao cho trước khi mà anh đi ra đi thì anh mới giúp được chúng tôi, cái người Việt Nam của anh. Và tôi lập một cái hợp đồng liền tức khắc có giáo sư Thăng đứng đây làm chủ thể. Mình phải gửi liền lên một quốc phòng của Hoa Kỳ. Đây, những người Việt ở hải ngoại phải lên tiếng. Và nếu trong tương lai có thể thì những cái bộ hải quốc là phải về Việt ở hải ngoại chứ không thể nào đi về Việt Nam được. Thì Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ đã gửi hai lần lá thư về Việt Nam, Việt Cộng, nước Việt Nam Việt Cộng. Nó không có nhận, bởi vì bên Hoa Kỳ ra điều kiện. Cái điều kiện đó là để cho nó không nhận, để nó về lại Việt Nam. Đó là con đường đi của chúng tôi. Và ông xã là người đem chân quát lại, chân quát của Hoa Kỳ. Chính thức giao cho Chim Web là người thân nhân độc nhất của 81 hải cốt này. Hôm nay tôi nói lên một cái chuyện này, quý vị sẽ không có ai biết đâu. Trong ngày cũng từ xưa với người Mỹ này. Cho nên thân nhân của những người Mỹ, bốn người Mỹ đó, thỉnh thoảng họ ghé đây để họ tưởng niệm nữa. When we went to California and asked
bury these Vietnamese in the Vietnamese cemetery. They said, where was the death certificate? Well, we didn't have any death certificates. The Senator Webb had to go to the Secretary of Defense and the Secretary of State to get permission to be the next of kin. And this two grave spots were purchased with donation from American Marines who donated the money to buy these grave spots from the memorial. We did not ask for any donations from the Vietnamese community, but we're so proud to have them here near the Boat People Memorial, which is a tribute to the resiliency of the Vietnamese people, not only in Westminster, but far who came to America. I'm very proud to be part of this ceremony, and as Mark Miller said, we will make this pilgrimage every year until we die, and may the next generation of Vietnamese carry on this mission. Thank you very much. Well, ironically, as life would bring, you never want to know enough about your family. So the general officer in charge of the defense, EOW for the county commander, is General Martin McKay. I am his favorite nephew. Ironic how relationships are built. But I know you all here have very close relationships. Continue those, and God bless you. Kính thưa quý bác, quý chú, quý anh chị em, như lời cô xã nói cũng là tâm nguyện của chúng tôi, tôi xin nhường lại cho thế hệ mới Đinh Trọng Vũ. Đinh Trọng Vũ cùng với Long Ngọc, Thanh Ngọc, Bích Thủy, Ngọc Quỳnh, chị Thu Hương, chị Thu Nguyễn, cùng anh Đại, anh Thái là những người hãy hàng năm tiếp dùm lo cái chuyện này. Vì tới một ngày vợ chồng chúng tôi cũng già yếu và sẽ không còn sống nữa thì thế hệ mới nên tiếp. Kể từ năm tới, Vũ đứng ra để lo chuyện này thế cho chị nha. Okay. Sẽ vẫn còn mấy bác mấy chú tới tiếp. Cảm ơn em không? Xin cảm ơn chị Ngọc Nhung, ông Mr. Quốc Việt và tất cả quý vị đã có công sức trong việc đã đưa được hài cốt của 81 chiến sĩ nhảy dù về đây để an táng, để cho quý vị được an giấc nghìn thu ở trong lòng của cộng đồng người Việt chúng ta Nam Cali. Một cái điều linh thiêng nữa chúng tôi nhìn thấy là ngày hôm qua tại quận Cam về Nam Cali mưa tầm tã, có nhiều nơi mưa rất là lớn, nhưng đến sáng hôm nay thì nắng đã lên, nắng ấm đã lên, sưởi ấm tất cả mọi người, và chúng ta đến đây để chủ hành lễ trong cái nắng ấm này, thì đó tôi nghĩ rằng cũng là linh thiêng của 81 vị đã phù hộ cho chúng ta. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến tham dự ở đây, trong đó có ban thủ ca Xuân Điềm luôn luôn sát cánh với đàn chim lạc Việt chúng tôi, và tất cả các anh trong quân phục quân nhân ngày hôm nay đến đây. Và chúng ta có tất cả nhiều thân hữu nữa, trong đó cũng có ông thị trưởng Tạ Đức Trí và phu nhân, cũng như có ông phó thị trưởng của Mạnh Trí. Sau đây chúng ta sẽ giới thiệu một số nhân vật lên đây để nói vài lời cảm tưởng trước khi chúng ta dâng vòng hoa lên mộ của 81 chiến sĩ ngày hôm nay. Trước hết chúng tôi xin mời anh Tô Phạm Thái, anh xin anh có vài lời đại diện cho đàn chim lạc Việt ngày hôm nay, và sau đó sẽ mời tới anh Xuân Điểm. Lúc nãy anh Xuân Điềm có hỏi chúng tôi có phải là đàn chim lạc Việt hay là không. Xin thưa tất cả các quý vị, đàn chim lạc Việt, welcome everybody. Ai đến cũng được hết, chúng ta là những đàn chim tha hương nhưng của nước Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Cho nên ai cũng có thể xin mình là đàn chim lạc Việt. Nhưng mà chủ yếu là 20 anh em chúng tôi bắt đầu đàn chim lạc Việt thành hình chỉ trong vòng có một tháng thôi. Xin mời quý vị hãy tiếp tay cùng chúng tôi.
kính thưa quý vị, tôi là Tô Phạm Thái, xin kính chào quý vị đã bỏ thời giờ đến đây. Đúng hàng năm chúng tôi làm từ ngày 26 tới 29 này, không cần trời mưa nắng chúng tôi cũng làm. Cách đây khoảng gần 10 năm tôi có may mắn được chị tôi Dư Thị Diễm Đường giới thiệu cho Hải Dương, và sau đó chúng tôi có tổ chức diễn hành 50 năm chiến tranh Việt Nam tại Hawaii. Đó là một thành công rất lớn mà từ trước ở Hawaii chưa bỏ và xảy ra được đó. Và chúng tôi từng đó chúng tôi sát cánh với Ngọc Dung và Quốc Việt và tất cả các anh em. Cùng lúc đó thì trong tổ chức cách đây hơn 2 năm, đúng 2 năm thì anh Long cũng giúp tôi rất là nhiều và anh em về đẩy xe Jeep. Đó là những lần tiên cho cá nhân tôi cũng cảm ơn. Và tôi xin cảm ơn thị trưởng Đại Đức Trí và phu nhân cùng với anh Trí, tất cả anh em đem tất cả mọi người đã chung tay giúp sức chúng tôi có thể làm được chuyện này. Vì cũng giống như lời Ngọc Dung nói là anh em chúng tôi cũng lớn tuổi rồi, tại vì chúng tôi là chúng tôi xong thì tôi nghĩ là bắt đầu từ năm tới thì đến trọng vốn rồi chẳng hạn Thanh Ngọc hay là Thanh Ngô và chẳng hạn như là Phạm Bích Hà xin cảm ơn anh chị Xuân Đường tất cả quý vị đã tham dự và cảm ơn Ngọc Dung đã bay từ Hà Nội qua đây để cảm ơn tôi. Cảm ơn nhiều. Chúng tôi xin mời anh Xuân Điềm đại diện cho ban tổ ta, cũng sau đó xin mời ông thị trưởng cũng như phó thị trưởng lên có vài lời. Kính thưa quý vị, đối với chúng tôi là một cựu quân nhân, là một cựu tù nạn nhân chiến tranh. Suốt 28 năm qua, ban tổ ca chúng tôi luôn luôn đứng bên cạnh đồng đội, tăng các loại với công tác, nhất là công tác của người lính. Vì mình là một người lính, và nên hôm nay chúng tôi có mặt ở đây, chúng ta có mặt ở đây, chúng ta xin nguyên mình một tôn trọng, một cảm ơn. Cảm ơn thầy có mặt ở đây, chúng tôi. Và chúng tôi rất là ban tổ ca luôn luôn điểm rõ những cái trong công tác của chúng ta. Cái mình lúc nào cũng phải chúc cho người. Xin cảm ơn anh Xuân Điềm cũng như ban tổ ca rất là nhiều. Sau đây chúng tôi xin mời ông thị trưởng Tạ Đức Chí, phó thị trưởng Nguyễn Mạnh Chí lên có vài lời, và sau đó mời anh ca nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh. Cảm ơn anh rất đại. Kính thưa tất cả quý vị, hôm nay hai vợ chồng chúng tôi cùng với lời phó thị trưởng lên cho anh chí vô cùng xúc động. Với tất cả quý vị đến đây trong lần nữa tưởng niệm các cái nước tư sĩ Việt Nam Cộng Hòa, và chúng tôi cũng xin chân thành cảm ơn các thành viên trong đại chính quyền, tất cả các thành viên trong ban tổ chức cũng như các vị quân nhân trong Cộng Hòa tổ chức buổi lễ hôm nay. Rất là cảm động để mà cho các hội của chúng tôi có cơ hội để mà tưởng niệm nhớ ơn sự hy sinh của các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Xin chân thành cảm ơn chị Nguyên cũng như là phu quốc và chính quyền cùng với lại chiến sĩ Trung Quốc đã bỏ rất nhiều công sức để đưa được 80 mét để xin thành Cộng Hòa quay lại với tập đoàn người Việt của chúng ta. We are the thanks to our wife, Senator Jim Webb, for their support, their dedication. Sacrifices.
This is I'm in Sochi. The bottom of my heart, I sincerely thank you. Really appreciate that. Thank you so much. Kính thưa quý chú cô bác, các anh chị và các bạn, chúng tôi là Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Chúng tôi phải nói rằng là chúng tôi là hậu duệ của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa và cùng lứa tuổi với Thanh Ngọc cũng như anh Vũ ở đây, là những người được may mắn để tiếp nối bước chân của cha ông cũng như là các chú cô bác. Và sự hiện diện của chúng tôi ngày hôm nay, tôi phải nói là một sự hân hạnh và một sự may mắn, bởi vì thật ra tôi không biết về cái buổi ngày hôm nay ở nơi này. Tuy nhiên tối ngày hôm qua thì thị trưởng Tạ Đức Chí có nói rằng là anh Chí, anh có muốn tham dự cái buổi lễ ở ngoài ở nghĩa trang với lại tất cả các chú cô bác về 81 tử sĩ nhà Dương. Khi nghe tới đó tôi không ngần ngại để mà trả lời ngay là chúng tôi sẽ tới. Và chúng tôi đã hẹn với nhau là 9:45 phải có mặt ở nơi nhà anh Chí cả hôm nay. Đúng như vậy, và bây giờ chúng tôi có mặt ở đây. Dài dòng một chút xíu để quý vị nhìn thấy rằng khi mà được an vị 81 tử sĩ thì ngày hôm đó chúng tôi cũng đã được hân hạnh đại diện cho thành phố Westminster với lại các bác, các chú, các cô và thị trưởng cũng như ngay tại nơi này. Và chúng tôi rất là xúc động về những nghĩa cử của tất cả các bác, các chú, là những người đã đi trước. Và đây là một tấm gương mà cho giới trẻ cũng như hậu duệ phải học và noi theo. Ngày hôm nay một lần nữa chúng tôi được hiện diện ở đây để cùng với quý vị chia sẻ cái nỗi mất mát của Quân lực Việt Nam Cộng Hòa cũng như cái nỗi mất mát của sư đoàn Nhảy Dù. Và chúng ta cầu xin cho những vị được an nghỉ ngàn thu. Chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị. Xin cảm ơn trưởng. Thưa quý vị, đàn chim lạc Việt mới cho chị Ngọc Nhung thành lập cách đây có vài tháng thôi. Mục đích là trước hết là để mà hỗ trợ cho cái việc ra mắt sách cho một người tù kiệt xuất, một người suốt cuộc đời của mình đã hy sinh tranh đấu cho tự do dân chủ và chống lại cộng sản. Cho nên đàn chim lạc Việt hình thành, và cái ý nghĩa thứ nhì của đàn chim lạc Việt là ngày hôm nay để đến đây chúng ta cùng dâng vòng hoa nén hương và lòng tôn kính lên bộ phận của 81 chiến sĩ anh hùng Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, hôm nay cũng có mặt của người chiến sĩ tranh đấu đó, người tù kiệt xuất đó là anh Huỳnh Công Ánh. Chúng tôi xin mời anh Ánh lên đây nói vài lời với quý vị. Cảm ơn khán giả. Kính thưa quý vị, tôi là Huỳnh Công Ánh và bà xã bay từ Louisiana về đây. Và trong giây phút này, chúng tôi xin bày tỏ nỗi xúc động sâu xa nhất đến từ tâm hồn của chúng tôi. Và tôi nghĩ tất cả quý vị cũng giống như tôi, là chúng ta đang kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của những người lính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh cho Tổ quốc. Không còn lời nào hơn, chúng tôi xin trong giây phút này, xin một lần nữa, xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Xin cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh Ánh rất là nhiều. Thưa quý vị, cái ngày hôm nay chúng ta có mặt ở đây, nó còn mang thêm một ý nghĩa là lòng biết ơn của chúng ta, những người còn sống nhờ những sự hy sinh cao quý và vô bờ bờ bến của quân dân can chính Việt Nam Cộng Hòa, trong đó có 81 chiến sĩ nghỉ dù đã tử nạn trên bầu trời Tuy Hòa cách đây 66 năm. Hôm nay chúng ta đến đây kính cẩn nghiêng mình trước vong linh của các anh, và chúng ta đồng cầu nguyện theo tôn giáo của mình để cho các anh được siêu thoát về cõi trên. Ngày hôm nay các anh đã được an nghỉ ngàn thu trong lòng của cộng đồng người Việt tại miền Nam Cali. Mỗi năm
Như chị Ngọc Nhung nói, chúng tôi xin hứa sẽ đến đây mỗi năm một lần đúng vào ngày 26 tháng 10, dù trời mưa hay trời nắng, để có một nghi lễ giản dị, trang trọng trước bộ phận các anh, để các anh luôn nhớ rằng chúng tôi không bao giờ quên ơn các anh, và chúng tôi luôn luôn là những người đứng sau lưng các anh sẽ còn chiến đấu cho đến ngày nào quê hương Việt Nam chúng ta không còn bóng quân thù, quê hương Việt Nam chúng ta không còn cộng sản, quê hương Việt Nam chúng ta sẽ được an vui, hạnh phúc, tự do, dân chủ như các nước Tây phương. Bây giờ cuộc chiến đấu chúng ta mới tạm ngừng để xây dựng lại quê hương đổ nát. Sau đây chị Ngọc Nhung, chị còn nghi lễ gì không trước khi chúng ta dâng vòng hoa và nén hương lên? Cái nhà này tôi xin nhờ ông Quốc Vĩ, Phạm Gia Đại và Tô Thạc Phạm Thái ba cái nhà lớn nhất. Thắp nhang để phát cho mỗi người một cái nhang. À, kính thưa quý vị, vừa rồi là sơ lược của cái buổi lễ, sau đây là lễ dẫn hương. Represent for Lost Soldiers Foundation. And the next one going to be Tô Phạm Thái and Can you hold on one second? Sir? Sir? Can you hold on one second? No. Lost Soldiers Foundation, go first. Thank you. Ông Quốc Việt và cô Ngọc Quỳnh đưa những vòng hoa của Lost Foundation. Đây là vòng hoa của đàn chim lạc Việt, gồm có Ngọc Quỳnh và Cao Xuân Thanh Ngọc sẽ đưa cái vòng hoa lên trên tượng đài. Anh Thái ơi, các vị đại diện đang dâng hương, đang chuẩn bị dâng hương. Trước hết chúng tôi nhận thấy ông Quốc Việt, anh Thái và anh Phạm Gia Đại.
Quý vị đứng lại, đứng lại chút. Chào tay, chào tay. Chào tay, chào tay. Quân anh linh đã một lần về mong con sáng xây thành thời gian hôm vô tình dừng chẳng phải xong mà thân hoang ngàn cành ôi người chiến sĩ. Trong nhóm anh em của chúng ta đứng tại đây có một hậu duệ là Long Nguyễn. Mỗi lần đến thăm mộ của mẹ kế bên đây và chị Thu Nguyễn và Long là hai chị em hậu duệ của vị trung tá của lực lượng Cộng Hòa đều đến để chăm sóc cho thắp nhang và dâng hoa cho 81 hài cốt. Những cái công đức này anh em của chúng tôi tất cả mọi người sẽ ghi nhớ và cảm ơn hai người rất là nhiều. Chị Nhung, chị Nhung. Thank you. Bây giờ xin mời tất cả quý vị có thể lên thắp nhang để dâng lên mộ phần của 81 chiến sĩ anh hùng. Vừa rồi là ban tổ chức đã dâng hương, bây giờ ban tổ chức đang mời tất cả lên dâng hương. Tất cả quý vị có mặt sẽ thắp nhang tiếp theo. Chúng ta mỗi người một nén nhang dâng lên vong linh của 81 chiến sĩ anh hùng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, buổi lễ trang trọng của chúng tôi viếng thăm mộ phần của 81 chiến sĩ nhảy dù quân lực Việt Nam Cộng Hòa tới đây đã chấm dứt và xin kính mời quý vị lần lượt lên thắp một nén hương lên mộ phần của quý vị anh hùng 81 chiến sĩ ngày hôm nay. Một lần nữa, đại diện cho đàn chim lạc Việt, chúng tôi cảm ơn tất cả quý vị đã đến đây để tham dự buổi lễ trang trọng ngày hôm nay và xin kính chúc bình an đến tất cả quý vị. Cho mấy cái nhang này đi. Con đường mới để đây nè. Ai con bỏ đâu cái kia? Nhân lên bên này chứ. Rồi anh cứ đưa đi để mọi người tốt nữa. Anh đưa cho một người. Anh đưa cho một người là mọi người. Đốt nữa, đốt thêm một chồng nữa. Đó, đúng rồi đó. Đúng rồi đó, trừ đi. Sao mấy ông này? Dạ, đứng sắp hàng. Quý vị đứng nói đuôi hết. À, quý vị là đứng nói đuôi. Để lấy nhang. Để tôi lấy nhang. Dạ. Đi cây kia mà để lớn rồi anh lấy. Hiện các phái đoàn đang đốt nhang
dâng hương trước linh vị của các chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Cộng sản Bắc Việt xâm lấn Việt Nam. Anh đủ cho anh coi có đầy đủ ra chưa? Kính chào quý vị, chúng tôi là Thiều Minh của Việt Nam Library Network. Hiện chúng tôi có mặt tại tượng đài Thường Nhân. Chúng tôi làm lễ giữ một buổi lễ tưởng niệm vong linh của 81 chiến sĩ quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong trận chiến chống Cộng sản xâm lăng. Và bây giờ là các thành viên cũng như là các thân hữu cũng như hậu duệ đang tiến lên để mà thắp cái nhang tưởng niệm các vị. Chương trình của chúng tôi xin tạm ngưng đây. Chúng tôi hy vọng sẽ gặp lại quý vị trong những chương trình đặc biệt khác. Trân trọng kính chào quý vị. Long, đứng bên đây. Hai anh em đứng đây. Thank you.